Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm mẫu hoa đào Tết nha, để các bạn có thể trang trí cho nhà mình có không khí Tết nha. Thì đây là hai cái cành đào mình đã làm sẵn. Đây là đào màu hồng nhạt, còn đây là màu hồng đậm, nhưng mà mình không tìm, ở nhà mình hiện không có cái giấy nhún nó giống màu hồng đào thật, hồng đậm thật ấy, nên là mình làm tạm một giấy này nha. Còn bạn nào mà tìm được cái giấy nó giống hơn ấy thì các bạn mua giấy đấy để làm nha. Làm cái cành đào này thì cũng cần một số nguyên liệu như sau. Đầu tiên là giấy nhún để làm nhụy này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa đào màu này nha. Thì đầu tiên các bạn cần là giấy nhún màu hồng để làm cánh hoa. Màu hồng đậm hơn một chút thì các bạn làm nhụy hoa. Màu xanh để làm lá này. Kẽm nhựa, kẽm cành mình dùng kẽm nhựa. Băng keo sáp màu nâu, bởi vì cành đào thì nó màu nâu nên là các bạn dùng băng keo sáp màu nâu nha. Tiếp theo là kẽm si. Các bạn có thể dùng loại kẽm si không bọc băng keo sáp mà cũng được nha. Kéo, thước kẻ và keo sữa. Thì trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần hoa trước. Phần nhụy trước đi nha. Thì các bạn cần cho mình một tờ giấy màu hồng đậm có kích thước khoảng là 3 cm nhân với 3,5 nha. Đó, rồi các bạn dùng kéo cắt tua rua thôi, cắt khoảng một nửa nha, cắt càng nhỏ càng tốt. Cũng đừng nhỏ quá vì sợ nó sẽ bị rời ra đấy. Sau đó các bạn dở ra rồi kéo giãn. Các bạn dùng tay vê nhẹ cái tờ giấy này để tạo các đường xoắn như thế này nhá. Rồi sau đó các bạn cuộn chúng lại như thế này. Ok, sau mình nhụy tiếp theo mình sẽ làm cái phần cánh hoa nhá. Các bạn chuẩn bị cho mình hai mảnh như thế này. Đây, một mảnh to và mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ có kích thước là 1,5 nhân với 4 nha. Mảnh thứ hai là có kích thước khoảng 2 nhân với 4,5. Các bạn cắt tạo hình cánh đào nha. Các bạn nhớ là hình cánh đào thì nó hình tròn ấy, chứ không phải là hơi nhọn, nên là các bạn cố gắng cắt nó tròn một chút nha. Đó. Sau đó thì các bạn dùng tay kéo giãn hết cỡ nhá, kéo giãn hết cỡ cả cái cánh, nhưng mà các bạn nhớ là dùng cho nó cong lên như thế này. Tiếp cái cánh to thì các bạn cũng làm như vậy. Các bạn cũng kéo ra. Đó. Các bạn cắt cho mình khoảng số lượng cánh hoa đào thì các bạn chú ý là hoa đào thì nó khá là nhiều cánh, nên là các bạn làm càng nhiều cánh thì càng đẹp nhá. Nhưng mà theo mình nghĩ thì tầm khoảng 10 đến 12 cánh là đẹp rồi nhá. Đó. Các bạn làm, mình đã cắt sẵn các cánh như thế này rồi.
Tiếp theo là các bạn dùng tay này đẩy phần nhẹ cái phần cánh này cho nó cụp xuống nhé. Hoặc là các bạn dùng kẽm cành cũng được. Rồi uốn cong nó xuống. Mình thì mình thường dùng tay cho nó nhanh. Làm hoa đào này theo mình nghĩ thì chỉ nên làm các cành để cắm vào bình thôi, chứ còn làm cả cây mà bằng giấy như thế này thì mất khá nhiều thời gian. Nhưng bạn nào mà có thời gian thì làm được, thì nó cũng đẹp, mà kiểu làm xong thì mình cảm thấy như là mình làm được cả một cây đào ấy, thì cảm giác nó rất là vui. Mình thì chỉ làm clip hướng dẫn này thôi, chứ còn ở nhà thì mình chắc cũng chả có thời gian để mà làm nhiều để cắm. Quay vào buổi sáng ấy là khá là ồn, các bạn chịu khó nha. Đó. Sau khi các bạn mà đã làm xong như thế này rồi thì chúng ta sẽ vào ghép nhá. Các bạn dùng kẽm si này, có kích thước khoảng 8 cm nhá. Ơi. Các bạn dùng keo sữa này. Ở đây mình hướng dẫn các bạn hai cách nhá. Một là các bạn dùng keo sữa này đặt kẽm cành vào trước, cuộn lại. Sau đó thì mới ghép cái cánh hoa vào, hoặc là các bạn trực tiếp dùng ghép cánh hoa luôn. Sau đó thì dùng kẽm cành để buộc. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thứ hai nhé. Các bạn sẽ ghép từng lá một, từng cái cánh hoa vào như thế này. Ở đây mình có cái nhụy đây rồi. Bên trong thì các bạn ghép những cánh nhỏ trước nhá, khoảng 3 đến 4 cánh. Nếu như bạn nào mà chưa quen ấy, thì các bạn có thể dùng là phết keo sữa vào từng cánh hoa một để gắn nhé. Ví dụ mình sẽ làm cho các bạn. Như thế này thì nó hơi mất thời gian, nhưng mà cái cánh hoa nó sẽ chắc hơn. Sẽ không bị xô lệch ấy. Còn bạn nào mà làm quen rồi thì có thể trực tiếp túm nó vào ấy. Sau đó thì các bạn dùng kẽm để buộc thôi, thì nó nhanh hơn rất là nhiều. Đó, chúng ta đã ghép xong cái phần cánh nhỏ rồi. Tiếp theo là mình sẽ ghép phần cánh lớn, thì mình sẽ không dùng keo sữa để gắn nữa, thì nó mất thời gian lắm. Nên là các bạn nào mà chịu khó thì các bạn chưa quen tay ấy, thì các bạn có thể dùng keo sữa để gắn cho nó chắc nhá. Còn ở đây thì mình quen rồi nên là mình sẽ ghép luôn. Các bạn cứ ghép ước chừng các cánh như thế nào mà nó vừa đủ thì thôi nhá. Đây mình có bao nhiêu cánh thì mình sẽ ghép hết vào. Đó. Sau khi ghép xong thì các bạn đã được cái hình hoa như thế này. Rồi, tiếp thì các bạn sẽ dùng cái kẽm này đặt như thế này, uốn chúng lại. Đó.
Như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần cuốn lại như thế này nha. Rồi các bạn dùng băng keo sáp màu nâu cuốn lại. Bởi vì cái thân hoa đào màu nâu nên các bạn sẽ dùng màu nâu nha. Cuối cùng là các bạn dùng tay này đẩy các cánh này cho nó nở ra nhá. Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong bông hoa đào rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái kích thước hoa này thì hơi to một chút, mình làm để hướng dẫn đấy. Còn các bạn nào mà muốn non giống kích thước thật thì các bạn làm nhỏ hơn một chút nha. Đó. Các bạn làm cho mình khoảng 3 bông hoặc là nhiều hơn nhé. Ở đây mình đã làm sẵn các bông hoa rồi. Khoảng 3 đến 5 bông trên một cành hoặc là nhiều hơn thì càng tốt nhá. Mình ở đây hướng dẫn các bạn thì làm 3 bông thôi. Tiếp là chúng ta sẽ làm về đến đó cái phần này này, cái phần nụ hoa này như thế này nhá. Đây. Các bạn chuẩn bị cho mình bông gòn này. Phần lá màu xanh, phần giấy màu xanh và phần giấy màu hồng cùng với phần vải cánh hoa luôn nha. Các bạn cắt cho mình một hình vuông nhỏ. Có kích thước là 5,5 với 5,5 nhưng ở đây mình cắt thành hình chữ nhật mất rồi. Thì sau đó các bạn dùng tay này kéo giãn phần giấy này ra. Dùng một ít bông gòn. Túm nó lại. Các bạn dùng cái MC này, mình kìm này, uốn cong một đầu. Sau đó các bạn bôi keo sữa vào. Đặt vào trong nhá. Các bạn túm lại. Đó. Các bạn đã được một phần nhụy như thế này. Tiếp đến là dùng một đoạn giấy màu hồng có kích thước khoảng 7 cm nhân với tập 1,5 nha. Đặt ở giữa này, các bạn xoắn hai vòng. Ok. Sau đó các bạn dùng tay này đẩy nhẹ nó ra thành hình vòng cung như thế này. Các bạn úp vào như thế này. Rồi sau đó thì các bạn dùng chỉ để buộc lại nhá. Dùng chỉ để buộc lại. Các bạn đã thấy rồi.
Tiếp mình dùng một cái đoạn, một mảnh giấy màu xanh nhỏ như thế này, có kích thước khoảng 2 cm nhá, nhân với lại 2,5. Các bạn cắt tạo hình đài. Đài hơi tròn một chút. Đó, sau đó thì các bạn dùng tay kéo giãn ra. Dùng keo sữa phết vào các đầu. Rồi các bạn đặt vào cái phần hoa này thôi. Rồi các bạn dùng băng keo sáp để quấn lại. Các bạn nhớ dùng màu nâu nha. Tương tự như vậy thì các bạn làm thêm một cái búp hoa như thế này nữa nha. Tiếp còn một cái búp hoa nữa, đó là cái búp hoa này. Đây đây. Thì các bạn cũng làm với cách tương tự, cũng cắt một mảnh giấy màu hồng như vậy, hình vuông. Dùng mảnh giấy màu xanh. Cũng dùng kẽm cành. Tiếp cũng dùng một đoạn màu xanh dài như thế này. Các bạn cũng xoắn nhẹ. Tạo cái bụng. Rồi cũng úp vào như thế này. Dùng chỉ cuốn lại nhá. Hoặc là bạn nào không thích dùng chỉ luôn ấy thì các bạn dùng trực tiếp băng keo sáp để cuốn lại. Như vậy là mình đã làm xong cái phần búp hoa. Cái búp hoa này là búp hoa chưa nở ra như thế này nhá. Các bạn lại cũng làm thêm một cái búp hoa nữa. Làm nhiều búp hoa thì càng tốt nhá. Cuối cùng là chúng ta sẽ làm đến phần lá nhá. Các bạn lá hoa đào thì nó là lá nhọn. Đây, nó là lá nhọn nhỏ như thế này. Thì các bạn dùng mảnh giấy màu xanh này, có kích thước khoảng là 5 cm với 1 cm nha. Rồi các bạn cắt tạo hình lá thôi. Đầu lá nhớ là các bạn phải cắt nó nhọn nhá. Cái phần bụng lá cũng đừng cắt to quá. Một cành như của mình làm thì mình thường làm tầm 10 đến 11 lá. Thì ở đây mình cũng đã cắt sẵn rồi. Đến phần cuối cùng là các bạn sau khi đã làm xong phần lá này, phần hoa và phần búp hoa thì chúng mình sẽ vào cái phần ghép nha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ ghép, các bạn dùng băng keo sáp màu nâu này cuộn cái phần kẽm cành màu xanh này lại, rồi các bạn gắn 3 lá ở trên đầu nha.
tiếp đến thì các bạn chọn cái phần búp hoa mà nó nhỏ hơn thì các bạn đặt lên trước nha. Tiếp đến là sẽ đến cái phần búp hoa. Tiếp nữa, búp hoa đã nở gần nở rồi đấy ạ. Thì các bạn đặt lên. Rồi tiếp đến là lá này. Các bạn cứ ghép liên tục nhá. À, làm nhiều hoa thì các bạn ghép cái khoảng cách nó gần hơn. Ở đây mình nhỏ hơi ít hoa, mình làm có 3 bông thôi. Nên là mình sẽ ghép nó liền. À, ghép nó hơi thưa một chút. Cứ xen kẽ hoa xong đến búp, rồi xong lại đến phần hoa. À, và rồi cuối cùng thì các bạn ghép khoảng 3 cái lá ở dưới nhá. Sau đó thì các bạn dùng tay để chỉnh lại nha, sao cho nó hợp lý một chút là được. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần đào, phần cành đào này. Thì các bạn sau đó để tạo độ cong vừa ý cho cái cành đào này thì các bạn hai tay cầm hai đầu và bẻ cong một chút nha. Đó. Sau đó các bạn dùng tay để chỉnh làm sao cho nó trông nó đẹp một chút là được. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm cái phần cành hoa đào như thế này nha. Các bạn mà có cái điều gì mà thắc mắc hay là chưa làm được hay là lúc làm mà có vấn đề gì ấy thì các bạn cứ comment ở bên dưới nhé, thì mình sẽ hỗ trợ các bạn. Đó, làm cành đào này thì cũng không mất nhiều thời gian lắm, nên là chúc các bạn sẽ thành công với cái mẫu hoa đào này nha. Ở clip sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm hoa mai. Hoa mai thì nó cũng tương tự gần giống hoa đào thôi, nó khác có một chút xíu thôi. Thì hiện tại mình sẽ ở clip sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Chúc các bạn thành công nha. Có gì thắc mắc thì cứ để lại comment ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.